2124 Tôi sẽ vứt bỏ Nhân nhiên nhìn tớ Minh Thao trả lời Lý Phọng Nói đúng hơn là anh ta tự nguyện làm bia bắn Lý Phọng cười lạnh chế giễu Cậu ga lăng đấy Từ Minh Thao nhún vai Hết cách rồi, dù sao cũng phải hy sinh một người mới được Lý Phọng sầm mặt lại, Thế thì tại sao nhất định phải ôm suy nghĩ hy sinh? Nếu như lúc đó Nhiệm Nhiên ra tay để tôi rời mục tiêu, vậy cậu ta sẽ có con đường sống, đến lúc đó hai người tấn công một mình tôi, hai người sẽ cùng thắng. Nhiệm Nhiên nhún vai. Nhưng cũng có thể là tôi sẽ bị lộ vị trí, hai người đều bị diệt. Cho nên cô hy sinh cậu ta. Lý Vọng không đồng ý. Đâu còn cách nào khác? Địa thế của anh ta không tốt, không phải điểm cao, không thể hạo gục thầy, cũng không phải là chỗ tốt để ẩn nấp. Bị thầy bắn trúng là chuyện sớm hay muộn thôi, nếu như đều phải chết thì chết một người tốt hơn. Cô phân tích lý trí khiến người ta cảm thấy cứng họng. Ít nhất Lý Vọng không nói được gì. Con nhóc này đúng là tàn nhẫn, may mà đây là sát hạch, nếu như là thực chiến, bây giờ Từ Minh Thao đã chết thật rồi. Nhiêm nhiên lạnh lùng cong môi lên. Yên tâm, nếu như là thực chiến, thầy cũng đã bị tôi bắn chết rồi. Lý Vọng nghẹn lời. Cuối cùng ba người thu dọn đồ đạc, rồi dùng bộ đàm liên lạc với mấy người kia. Các nữ binh và nam binh bị bắt đang được bố trí tạm thời ở phía sau. Những binh lính ở tiền tuyến cũng đang chạy về đây, có thể sẽ chậm hơn một chút. Ba người vội vàng lên đường, đến điểm hẹn đã thấy cố vinh an đứng đó với sắc mặt khó coi lý vọng cảm thấy rất lạ nhưng cũng không lên hỏi ngay mà quay lại gọi nhiếp nhiên vừa rồi trên đường vì có từ minh thao nên anh ta không tiện hỏi bây giờ từ minh thao đi rồi anh ta mới có cơ hội nhiếp nhiên tôi có mấy câu muốn hỏi cô cô nhiếp nhiên cướp lời nếu như hôm nay là thực chiến tôi sẽ vứt bỏ anh ta Cô... Lý Vọng há miệng vô cùng kinh ngạc. Nhiêm nhiên tiếp tục nói. Nhưng tôi cũng sẽ lấy đầu đối phương tế anh ta. Ánh mắt cô kiên nghị, nhìn ra được không phải là đang nói đùa, mà Lý Vọng cũng tin cô có bản lĩnh đó. Một lúc sau, Lý Vọng mới trầm giọng lên tiếng. Thế nếu như hôm nay người bị vây ở đó là tiểu đoàn trưởng, hoặc là ai đó cô quan tâm thì sao? nhiếp nhiên ngẩn ra lý vọng thấy được sự do so dự của cô lại hỏi tại sao không dùng cô vừa nãy trả lời tôi bởi vì cô không nỡ đúng không bởi vì cô có tình cảm với bọn họ cho nên cô không thể đưa ra phán đoán lý trí đến đáng sợ như vậy Nhịp nhiên nhiên cau mày lại cũng hỏi thầy thì sao tôi lý vọng ngẩn ra không hiểu lắm nếu như hôm nay người bị bay ở đó là thầy, Phùng Chí đứng ở vị trí của tôi, thầy hy vọng anh ta liều chết tới cứu thầy hay là giết địch thay thầy. Lý Vọng nuốt nước miếng, không biết trả lời như thế nào. Đúng vậy, bây giờ anh ta có thể hỏi, vì anh ta đang đứng ở góc độ người đứng xem. Nếu như anh ta là người trong cuộc thì sao? Anh ta có hy vọng Phùng Chí liều mạng cứu mình không? Nhiếp Nhiên nói, Xem đi vị trí khác nhau thì cách nghĩ sẽ khác nhau. Đúng là tình chiến hữu của tôi và Tư Minh Thao, không sâu sắc. Cơ bản như hai người qua đường, nhưng nếu như có thể, tôi cũng không muốn gánh một cái mạng. Tại sao phải gánh? Giọng Tư Minh Thao đột nhiên chen vào, sau đó thấy anh ta đi đến chỗ nhiếp nhiên. Tôi tự nguyện hy sinh, cô hoàn toàn không cần ái náy, cho dù là thực chiến cô cũng không cần. Có lẽ anh ta đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của Lý Vọng và Nhiếp Nhiên rồi. Lý Vọng hừ lạnh. Hai người rất lý trí đấy. Một người nguyện ý làm mùi hy sinh, một người lạnh lùng ra tay được, nghe vô cùng ăn ý. Chỉ là sự phối hợp này quá kỳ cục. Tới nơi này không lý trí không được. Từ Minh Thao cười với anh ta, không hề có ý chế diễu. Lý vọng không làm gì được bọn họ tức giận nói. Được rồi, nếu cậu đã lý trí như vậy thì nên biết, lần sát hạch này cậu không đạt tiêu chuẩn, trở về sẽ bị trừ 10 điểm. Sau đó anh ta lại chỉ nhiếp nhiên. Cô thì đạt tiêu chuẩn cho nên được giữ lại. Anh ta không muốn cho Từ Minh Thao dễ chịu, không ngờ Từ Minh Thao chẳng thèm để ý còn cười lớn. Tôi cảm thấy 10 điểm này rất đáng. Lý Vọng giận đến bật cười cuối cùng mặc kệ hai người bạn họ quay đi làm việc khác. Chuyện này kết thúc tại đây. Từ Minh Thao cũng gật đầu cười với cô, định đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi. Còn nhiếp nhiên thì muốn vào lều, uống chút nước nóng, chợp mắt một lúc. Nhưng lúc hai người còn chưa kịp vào lều, đã bị năm người triệu thiền mạch gọi lại. Hai người về rồi à? Sao rồi? Bị bắt về hả? Triệu thiền mạch vội chạy tới hỏi. Từ Minh Thao nói, Nói đúng hơn tôi bị bắt về Còn nhiếp nhiên chiến thắng trở về Chiến... chiến thắng trở về Triệu Thiền Mạch Lục Nguyệt cùng với manh nhiễm nhi kinh ngạc Một nam binh bên cạnh hô lên Wow, chuyện gì thế kia? Mọi người đều nhìn qua đó rồi đều hít sâu một hơi. Trời đất, là tôi hoa mắt hay là tôi điên rồi thế? Manh nhiễm nhi khó tin Triệu Thiền Mạch ngây ra. Tôi cảm thấy chắc là hoa mắt. Lúc này có một tiếng cười lớn truyền đến. Cố Vinh An cười đi tới, khoác vai Nam Minh kia. Ha ha, cậu cũng bị lột sai cả. Cười cái rít, Nam Minh bị cười nhạo chửi bậy. Nhưng Cố Vinh An vẫn cười lớn. Lý Vọng hỏi. Cậu làm sao thế? Lưu lỗi. Sao quần áo cũng... Nam Minh lưu lỗi gầm lên với Lý Phọng. Còn nói hả? À? Là chuyện tốt do binh lính của cậu làm đấy. Lính của tôi? Lý Phọng cau mày. Đúng, thế mà nhất nhiên lại xúi sục từ Minh Thao, lột sạch quần áo của tôi. Tôi phải chịu lạnh mà đi qua đây đấy. Phụt. Lư lỗi tức giận. Cậu còn cười nữa. Yên tâm, không phải một mình cậu đâu, vừa nãy cố vinh an cũng bị lột sạch mà đi qua đây đấy nam binh bật cười đi tới an ủi anh ta lư lỗi nhìn cố vinh an quan sát anh ta cậu cũng trần như nhộng đi đến đây à cố vinh an tức giận chừng nhiếp nhiên anh ta vẫn may chán. lúc trở lại đã tránh được đám tân binh bị bắt về coi như vẫn giữ được thể diện không bị tất cả mọi người nhìn thấy như lư lỗi con nhóc này đúng là nên bị treo lên đánh một trận cậu nghe đi cậu nghe đi có còn quy củ không hả lư lỗi quát lý vọng cố vinh an cũng phụ họa đúng thế cô ấy tự tay lột quần áo của tôi thật là quá đáng không giống con gái một chút nào hai người thi nhau tố cáo cô lý vọng càng nghe càng cau chặt mày tự tay lột quần áo của nam binh giỏi thật Cô còn làm thế à?" Lý Vọng cau mày nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên rất vô tội. "Tại Cố Vi Ngân không chịu hợp tác nên tôi mới phải tự lột, người kia thì tôi không làm gì." Lý Vọng cảm thấy ngứa răng. "Nghe ý cô thì tôi còn phải tuyên dương cô à? Dù sao ít nhất cũng không thể mắng." Lý Vọng tức giận quát lên. "Bớt luyên thuyên đi." anh ta đã bị tôi giết rồi tôi đổi quần áo của anh ta muốn trả trộn vào nội bộ kẻ địch cũng không sai chứ nhiên nhiên tiện tay kiếm một cái cớ đường đường chính chính khiến mấy người kia giận điên lên cô cố vi ngân nói thẳng cậu có quản không nếu không thì tôi sẽ quản cô ấy giúp cậu lý vọng nghĩ tới lần trước anh ta khinh thường nói mình không quản được nhiếp nhiên lạnh lùng nói nếu cậu có thể quản cô ấy thì cậu làm đi cố vinh an nghẹn họng cậu anh ta quay lại nhìn nhiếp nhiên thấy cô bày ra vẻ vô tội nghiến răng nói bây giờ cô lập tức lập tức nói mấy lần mà không xong cuối cùng anh ta chỉ phun ra được một câu mau cút đi cho tôi bây giờ ông đây không muốn nhìn thấy cô lý vọng phì cười còn dám nói anh ta, mình cũng chỉ như vậy thôi. Ở trên thế giới này, có lẽ chỉ có tiểu đoàn trưởng là có thể quản được cô. Cố Vi Nhan thấy nhiếp nhiên cong khóe miệng lên, vì tìm lại chút thể diện, lại nói. Còn nữa, thay quần áo của tôi ra, ngay lập tức. Nhiếp nhiên nhướng mày, cười như không cười. Lập tức? Ở chỗ này à? Anh chắc chắn chứ? Nói rồi cô đặt tay lên cúc áo. Các nam binh xung quanh giật mình. Cố Vinh An thì không cần thể diện nữa. Mặt đỏ bừng, xua tay xin tha. Đừng đừng đừng, bà cô của tôi ơi! Tôi sai rồi, quần áo này tặng cô, tặng cô được chưa? Tặng thì không cần đâu, trong tủ quần áo của nữ binh, treo đồ nam binh, còn ra thể thống gì? Tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả anh. Nhiêm nhiên cười thầm, tốt bụng tha cho anh ta. Cô vui là được. Cố Vinh An thở phào, miễn cưỡng trả lời. Cuối cùng, anh ta cùng lưu lỗi, ảo não rời đi. Nhiêm nhiên thấy hình như mình đùa hơi quá rồi. Xem ra đối mặt với những nam binh non xanh này, vẫn phải nói năng cẩn thận mới được. Dù sao, bọn họ cũng không sống bụng như hoác hoành. Mọi người tản đi, ai làm việc nấy, nhiên nhiên vào lều uống chút nước nóng cho ấm người rồi tìm chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lát sau hơn nửa tiếng cô mới đi ra ngoài lúc này đã là buổi trưa những người khác đều đang tụ tập với nhau nướng bánh bao chay trên đống lửa manh nhiễm nhi nhìn thấy cô chủ động gọi cô qua nhét cái bánh bao trong tay và tay cô Nhiêm nhiên ngồi xuống cảm ơn lúc nói chuyện triệu thiền mạch hỏi sĩ quan huấn luyện lý chúng ta nghỉ ngơi lâu rồi bao giờ mấy nhóm người kia về chắc đang trên đường rồi nhưng vẫn mất thời gian vì đi bộ đến vào thời gian nghỉ ngơi lý vọng rất hiền hòa không thể hiện mình là sĩ quan huấn luyện vậy lúc nào chúng ta về đơn vị lý vọng liếc cô ta cười nói vội về như vậy để trừ điểm à Lần này Triệu Thiền Mạch là người đầu tiên bị bắt. Cô ta tin lời Lý Phọng, tưởng là kết thúc thật. Kết quả, cành cây vừa vung lên đã bị Lý Phọng đánh lén, đưa đi. Triệu Thiền Mạch nghẹn họng, ỉu xìu. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại trong lều đột nhiên vang lên. Lý Phọng để bánh bao xuống, đứng dậy đi vào trong. Triệu Thiền Mạch làm mặt quỷ với bóng lưng anh ta. Cầm bánh bao lên, cắn mạnh một miếng. Dường như đang coi cái bánh là Lý Phọng tất cả mọi người bật cười bầu không khí thoải mái hơn không lâu sau lý vọng đi ra cố vinh an thấy vẻ mặt anh ta không ổn thì vội hỏi sao sắc mặt của cậu khó coi thế vừa nhận được tin tức có một đám phần tử không rõ đang tiến vào thôn bây giờ tất cả mọi người lập tức tập hợp vẻ mặt lý Phọng vô cùng nghiêm túc nhưng lần này lại nữa sĩ quan huấn luyện chẳng lẽ thầy chưa nghe chuyện cậu bé chăn cừu à triệu thiền mạch oán trách ai ngờ lại bị lý phọng khiển trách nói linh tinh cái gì thế tất cả mọi người lập tức chuẩn bị nói xong anh ta đi vào trong lều hình như là đi liên lạc với nhóm phùng trí triệu thiền mạch ngây ra nghi ngờ chẳng lẽ là thật à có phải là thật hay không cũng phải phục tùng mệnh lệnh Lục Nguyệt vỗ vai cô ta rồi đi vào lều. Những người còn lại tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, thuận tiện dập hết lửa để phòng xảy ra hỏa hoạn. Cố Vi Ngan đi vào trong, thấy Lý Vọng đang liên lạc với Phùng Chí, nói đơn giản mấy câu rồi cúp điện thoại. Sao rồi? Lúc nào bọn họ đến? Cố Vi Ngan vội tiến lên hỏi. Về mặt Lý Vọng nặng nề. Có thể cần chút thời gian, chúng ta qua đó trước cứ đi như thế à? vì không hiểu ý cố Vi Ngan nên Lý Vọng hỏi. đúng, bây giờ phải đi ngay. không phải, ý tôi là súng của chúng ta đều đã xử lý đặc biệt, căn bản không thể làm gì. cậu đã liên lạc với bên trên, bảo bọn họ đưa đồ đến chưa? Tiểu Đoàn trưởng nói đang chuyển đồ đến đây rồi, nhưng cần chúng ta đi ngay, chứ không được trì hoãn. Lý Vọng bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Cố Vi Ngan hỏi tiếp. Vậy chúng ta tới đó thì vũ khí trang bị đã tới chưa? Lý Vọng dừng lại, đau đầu thở dài. Không chắc chắn. Không chắc chắn. Thế chúng ta qua đó chẳng phải là tự tìm đường chết à? Không quan tâm được nhiều thế đâu. Đi đã rồi hãy nói. Cho dù không có súng, nhưng tôi tin sẽ có cách để trì hoãn. Bây giờ điều quan trọng là làm thế nào để dân làng không bị hoảng sợ. Chỉ 15 phút, mọi người đã dọn dẹp xong, lửa cũng được dập hết, Lý Vọng ra lệnh cho tất cả mọi người nhanh chóng đi đến điểm đích. Bởi vì gần với thôn nhất nên nhiệm vụ ngăn chặn nhóm người kia phải dựa vào bọn họ. Tất cả đem theo vũ khí không có lực sát thương quá lớn, chạy nhanh đến thôn. Sau khoảng hơn 3 tiếng, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy khói lửa phía xa. Nơi có khói lửa là nơi có người cho nên sắp đến gần thôn rồi. Tất cả mọi người tăng tốc. Lý vọng ra lệnh cho những người phía sau. 14 người chạy đến thôn, bọn họ cần phải tới trước đám phần tử không rõ kia để tạo thành vòng bảo hộ phía trước thôn. Nếu không bọn chúng tiến vào rồi thì sẽ khó giải quyết. Trong đội ngũ chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng thở dốc, hoàn toàn không còn bầu không khí thoải mái vui vẻ như vừa nãy. Qua hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng cũng thấy được thôn làng bên dưới. Có vẻ chưa bị ai xông vào, nên trong thôn rất yên tĩnh, không loạn lạc. Lý Vọng thở phào nhẹ nhõm. Chắc đám người kia vẫn chưa tới, mọi người chia ra canh chừng. Nếu đám phần tử kia chưa lẻn vào, thì không cần quấy nhiễu tránh tạo thành khủng hoảng không cần thiết với dân làng. Vì bọn họ không có đủ súng đạn, nên tạm thời ẩn nấp quan sát tình hình. Nhưng chờ một tiếng, Lý Vọng cảm thấy không đúng. Theo Lý mà nói, dù bọn họ đến trước thì bên kia cũng không đến chậm hơn bao lâu mới đúng. Sao có thể lâu như thế này? Lý Vọng nghi nhầm chỗ, vội liên lạc với tiểu đoàn trưởng Lý. Kết quả, thực sự có người không rõ thân phận tiến vào biên giới. Trái tim anh ta trùng xuống. Nếu như tin tức không sai thì có nghĩa là chỗ bọn họ xảy ra vấn đề lý tông dũng thấy mãi mà lý phọng không nói gì cũng cảm thấy kỳ lạ hỏi sao thế đã xảy ra chuyện gì có thể bọn tôi đến chậm rồi bọn họ không chỉ đến chậm một bước mà còn lãng phí một tiếng bây giờ không thể biết được trong thôn thế nào lý tông dũng nâng cao giọng cậu nói cái gì bọn tôi đến đây từ một tiếng trước muốn chặn bọn chúng lại nhưng không đợi được ai bây giờ mọi người đang ở chỗ nào lập tức gửi qua đây để người bên kia kiểm tra rõ lý tông dũng lại gọi đợi đã anh ta giật mình vội đặt máy lên tay hỏi tiểu đoàn trưởng còn dặn dò gì ạ cậu để nhiếp nhiên cùng đi lý vọng ngẩn xa để nhiếp nhiên đi tại sao chẳng lẽ trong suy nghĩ của tiểu đoàn trưởng các binh lính lâu năm của quân khu 9 còn không đáng tin bằng nhiếp nhiên à? Dù không phục nhưng anh ta không dám nói không. Rõ. Lý Tông Dũng bảo nhiếp nhiên đi cùng là vì cô đã từng ẩn mình trong thôn trước đó. Nếu như có chuyện gì thì ít ra cô còn lừa cho qua được, không để họ hoài nghi. Còn đám binh lính này lại khác, bọn họ không có tài chém gió như cô. Nhiếp nhiên, từ Minh Thao, Cố Vinh An, ba người vào thôn kiểm tra tình hình, cố gắng không để ai phát hiện. Lý Vọng vốn định để hai người bạn họ đi, nhưng lại sợ từ Minh Thao không trấn áp được nhiếp nhiên, nên kéo cả Cố Vi Nhan theo để đề phòng. Thật ra anh ta cũng rất rõ Cố Vi Nhan không có ích gì, nhưng để một binh lính lâu năm đi vẫn yên tâm hơn. Nhớ kỹ, mọi người vẫn chưa qua sát hạch, lần thực chiến này sẽ tính vào điểm đánh giá, cho nên cẩn thận một chút lý vọng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cố vinh an không đáng tin vì thế kiếm cái cớ này để cảnh cáo nhiếp nhiên đáng tiếc nhiếp nhiên không có phản ứng gì đặc biệt giống như không phải lý vọng đang nói cho cô nghe lý vọng nói hết lời dặn dò uy hiếp cảnh cáo rồi mới cho bọn họ đi nhiếp nhiên và Tử minh thao cùng với cố vinh an cải trang thành người dân bình thường đi đến gần thôn lý vọng cũng thật là không dùng lính lão làng lại dùng hai tân binh một người trong đó còn không ăn phận, đây có phải trò đùa đâu? Trên đường đi, cố Vinh An lẩm bẩm. Nhiệm Nhiên lạnh lùng nói: Anh còn lại nhảy, tôi sẽ lột quần áo của anh đấy. Cố Vinh An khựng lại, trừng cô rồi nghiến răng. Cô dám? Đừng tưởng cô là nữ thì tôi không dám đánh cô. Anh chắc chứ? Nhiệm Nhiên liếc anh ta lạnh nhạt hỏi. Cố Vinh An hơi sợ với cách cô đối xử với lý vọng và với mình anh ta thấy mình không nên đạp vào bãi mìn này thì hơn kẻo lại nổ tan xương nát thịt tôi nói cho cô biết đừng có làm bậy lý vọng nói rồi đó các cô vẫn chưa qua sát hạch đâu cẩn thận bị trừ điểm anh ta nhắc nhở nhất nhiên nhún vai bảo đảm anh yên tâm tôi tuyệt đối không làm chậm trễ nhiệm vụ của các anh tôi chỉ đi theo thôi Vậy là tốt nhất. Cố Vinh An chỉ mong nhiếp nhiên có thể ăn phận một chút, như vậy bọn họ cũng có thể an toàn quay lại. Ba người đi vào trong thôn thì thấy hình như người bên trong hoàn toàn không phát hiện ra có người ngoài xâm phạm. Sự xuất hiện của bọn họ còn khiến những người khác để ý. Đặc biệt là ba người còn không có hành lý gì, hai tay trống không. Cố Vinh An không kịp trở tay. Kế hoạch ban đầu là muốn lèn vào trong thôn tìm người để hỏi còn chưa kịp lên tiếng một cậu thanh niên đã tò mò chủ động bước tới hỏi hình như ba người không phải là người trong thôn cố vinh an cố làm ra vẻ bình tĩnh nói à chúng tôi chúng tôi đến tìm người tìm người mọi người tìm ai cậu ta cảnh giác hỏi chúng tôi chúng tôi tìm cố vinh an đâu có biết ai ở đây lắp bắp một lúc làm cậu thanh niên kia càng thêm thận trọng rốt cuộc anh muốn tìm ai tôi quen hết người ở đây anh chỉ cần nói tên là được à ờ ừ, chúng tôi cố vinh an vắt hết óc không nghĩ ra được cái tên chính xác nào bầu không khí cũng trở nên kỳ quái anh ta thấy sắp bị lộ rồi lúc chuẩn bị tìm một cái cớ thoát thân thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng. Tôi và hai anh tôi đây, tìm chú Đặng. Cố Vinh An và Tử Minh Thao lập tức quay lại nhìn nhiếp nhiên. Cậu thanh niên kia nhìn nhiếp nhiên cảnh giác nói. Chú Đặng, chỗ chúng tôi không có ai họ Đặng. Tìm Cố Vinh An và Tử Minh Thao nhảy lên tận cổ họng. Xong rồi, bị lộ rồi. Phải mau nghĩ cách chuồn đi mới được. Nhâm nhiên kinh ngạc hô lên. Không thể nào. Chúng tôi nghe nói chỗ chú ấy bị người ngoài xâm nhập, còn bị đốt, sợ cả nhà chú ấy xảy ra chuyện nên mới chạy vội đến đây mà. Hai người thấy cậu thanh niên đối diện cau mày, cảm thấy cần phải lập tức đưa nhiếp nhiên rời đi. Đúng lúc này, một người đi ra. À, cô nói cái thôn bị phóng hỏa đó hả à? Chúng tôi cũng nghe thấy chuyện ấy, nhưng thôn đó cách nơi này rất xa. Tôi nghĩ mọi người tìm nhầm chỗ rồi. Tìm nhầm chỗ? Không thể nào. Ba anh em chúng tôi hỏi thăm cả đường đến đây. Sao có thể nhầm được? Nhịp nhiên câu mày, quay lại mắng Cố Vinh An. Anh cả, tại anh đấy. Không biết đường mà cứ đòi dẫn em với anh hai đi. Bây giờ anh xem kìa, đi sai chỗ rồi. Cố Vinh An lắp bắp. Tôi... Anh ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy nhiếp nhiên, làm ấm lên. Sao hả? Nói anh anh còn không phục à? Bây giờ phải làm thế nào? Mẹ bảo chúng ta nhất định phải tìm được chú Đặng. Bây giờ đừng nói tìm người. Ngay cả tối nay ăn cơm và dừng chân ở đâu cũng không biết. Thấy nhiếp nhiên diễn sống động như thật, cố Vinh An bình tĩnh lại cau mày, giống như mất kiên nhẫn nói. Anh đâu có cố ý. Giờ có thể làm thế nào? Đây là lần đầu tiên anh đi, ai bảo em tin anh? Anh làm sai còn cãi lý à? Nhiệm Nhiên thở hổn hển, quay sang nhìn Từ Minh Thao. Anh hai, anh nói anh ấy đi, anh ấy làm mất tiền vé về, tiền cơm rồi tiền ở của chúng ta rồi. Từ Minh Thao cũng trách mắng. Anh cả, anh không biết đường thì đừng có chỉ linh tinh, lần này chúng ta không trở về được đây này thế sao lúc đó hỏi hai đứa, hai đứa lại nói là nghe anh, bây giờ đi lạc rồi, quay sang trách anh, đây là lần đầu tiên anh đi, liên quan gì đến anh? Cố Vinh An tức giận cãi lại, nhịp nhiên dậm chân oán trách, thế bây giờ phải làm thế nào? Cố Vinh An vung tay lên, quay đi, không muốn quan tâm đến cô nữa, đừng hỏi anh, anh cũng không biết. Cùng lắm thì tìm đại một chỗ, ở tạm. Tử Minh Thao giảng hòa. Thật ra ngủ không phải chuyện lớn, lo là lo vé xe về kìa. Nghe bọn họ nói đến thôn đó rất xa. Có phải chúng ta phải đi bộ không? Nhiệm nhiên giống như con mèo xù lông ngồi phịch xuống đất. Em không đi đâu, cả ngày em chưa ăn gì rồi, nước cũng chưa được uống. Em không đi, đánh chết em cũng không đi cố vinh an và tử minh thao há hốc mồm đây là nhiếp nhiên vừa cầm sao khoa tay múa chân trước mặt mình sao em gái em đừng quậy nữa tử minh thao thấy người xung quanh đều nhìn chằm chằm cô vội vàng tiến lên kéo cô đứng dậy ai ngờ nhiếp nhiên tức giận hất ra quậy gì chứ em đói đến hoa cả mắt anh còn bắt em đi hai người có phải là anh của em không thế cố vinh an mất kiên nhẫn quát lên em có đi không không đi có đi không em không đi cố vinh an ném lại một câu được em thích đi hay không thì tùy bọn anh đi đây thực ra anh ta lo nhiếp nhiên định làm gì đó Ngội nhỡ cô không đi thật thì bọn họ về ăn nói kiểu gì bây giờ không thể nào ở lại được nhiếp nhiên ở lại sẽ chỉ gây ra nguy hiểm nhân nhiên giận dỗi ngồi im không chịu nhúc nhích các anh thích đi thì cứ đi em không đi em gái em đừng quậy nữa em ngồi đến sáng mai cũng vô ích còn không bằng mau đi thôi nói không chừng tối nay còn có thể đến bến xe ngủ một giấc từ minh thao nhẹ giọng khuyên cô em không muốn đi em mệt chết rồi em không muốn đi Nói rồi cô còn đạp đạp chân ăn vạ. Từ Minh Thao vội vàng tiến lên ngăn lại. Được rồi, được rồi. Đừng giận dỗi nữa được không? Em không đi được thì anh hai cõng em nhé. Anh ta bóp vai nhiếp nhiên coi như nhắc nhở. Nhiếp nhiên ngẩng đầu nhìn từ Minh Thao. Đáy mắt cô lạnh lùng khiến từ Minh Thao buông tay ra. Nhiếp nhiên phụng vịu nói. Vậy anh cõng em đến bến xe. Được anh cõng em từ minh thao diễn cũng rất đâu ra đấy anh ta ngồi xuống trước mặt nhiếp nhiên lần này nhiếp nhiên cười vui vẻ ngoan ngoãn nằm bò lên lưng anh ta từ minh thao lễ phép xin lỗi người xung quanh xin lỗi đã làm phiền mọi người nói rồi cõng nhiếp nhiên lên đi ra ngoài thôn đám người kia thấy nhiếp nhiên chỉ là một đứa bé giận dỗi bình thường nên từ từ tản ra còn hai người đàn ông đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm bọn họ, cũng lạnh mắt, nhìn bọn họ rời đi, không hề có ý giữ lại. Ba người rời khỏi thôn trong cái nhìn chăm chú như có như không của đám người kia. Để đề phòng có người bám theo, tử minh thao cõng nhất nhiên đi rất xa. Cho đến khi xác định phía sau không có ai theo dõi, cô mới vỗ vai tử minh thao nhắc nhở. Được rồi, không có ai đi theo đâu. Từ Minh Thao nhìn ra sau, thấy an toàn rồi mới thả cô xuống. Cố Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nguy hiểm quá, bị đám người kia nhìn chằm chằm, tôi còn tưởng suýt nữa không ra được. Anh ta nhìn nhiếp nhiên lại hỏi. Sao lúc nãy cô không chịu đi theo? Cô có biết cô không hợp tác, dọa cho tôi chẳng biết làm gì không hả? Nhiếp nhiên lạnh lùng nhìn anh ta từ lúc bị người khác hỏi, anh đã không có cách xử lý rồi. Cố Vinh Nhan lung túng. Tôi... tôi cũng không ngờ, bọn họ vừa nhìn thấy người ngoài vào, đã cảnh giác, nên không kịp ứng phó. May mà cô diễn không tệ, còn nói chú Đặng rồi bị phóng hỏa y như thật. Nhưng tôi nhớ đúng là trước đây, có một cái thôn bị phóng hỏa, và có người ngoài xâm nhập thật. Sao cô biết chuyện này? hình như lúc đó cô đang huấn luyện dã ngoại mà Nhiệm nhiên không ngờ cố vi ngan vẫn nhớ chuyện này lạnh lùng nói tôi nghe lý vọng kể ồ thế à cô lợi hại thật cố vi ngan gật đầu nhớ trước đây đúng là lý vọng cũng tham gia thật nhâm nhiên thấy anh ta đăm chiêu suy nghĩ sợ anh ta lại hỏi tiếp nên vội chuyển chủ đề đi thôi không còn sớm nữa ba người đi rất nhanh, hơn 15 phút đã lên đến núi. Lý Phọng thấy bọn họ về nhanh thì rất kinh ngạc, vội vàng đi tới hỏi. Sao rồi? Mọi người hỏi thăm thế nào? Cố Vinh An lắc đầu. Chúng tôi vừa vào, đã bị người dân ở đó nhìn chằm chằm. Có lẽ là gần đây vùng biên giới không yên ổn, bọn họ rất cảnh giác với người ngoài. Lý Phọng cau mày, nghĩa là mọi người không nghe ngóng được gì cả. Cố Vinh An im lặng một lát rồi nói: Mặc dù không nhưng tôi cảm thấy chắc không có người ngoài tiến vào. Với mức cảnh giác của những người dân kia, có ba người lạ đã thế thì một đám người lạ tiến vào đã sớm ẩm ý lên rồi. Từ Minh Thao, cậu thấy sao? Lý Vọng hỏi. Từ Minh Thao cau mày trầm tư đúng là người dân cảnh giác rất cao nếu thế thì chắc không có người ngoài xâm phạm nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ không nói ra được Sang mặt lý vọng càng trở nên nghiêm túc cuối cùng anh ta quay sang nhất nhiên cô cảm thấy thế nào bọn họ đều cho là như vậy rồi ý kiến của tôi còn quan trọng không lý vọng mắng dĩ nhiên rồi cô tưởng là đi du lịch à tôi phải nghe ý kiến của từng người rồi mới quyết định nhiêm nhiên lại hỏi nếu như ý kiến của tôi khác thì sao thế thì tôi càng phải nghe nói nhanh lên đừng lãng phí thời gian nữa nhiêm nhiên không ngờ anh ta để ý đến ý kiến của cô thế cô tưởng khi mình và anh ta bất hòa anh ta sẽ bỏ qua sự tồn tại của mình nhận định luôn ý kiến của tử minh thao và cố minh an Ý kiến của tôi chính là đã có người vào thôn. Tốt nhất là thầy mau gọi cho tiểu đoàn trưởng, dục ngày ấy mau chuyển thiết bị đến, đề phòng bị đám người kia phát hiện đi. Cố Vinh An kinh ngạc. Không thể nào, những người dân kia cảnh giác đến nỗi, có ba người chúng ta cũng nghi ngờ. Nếu như một đám người tiến vào, bọn họ chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế. Lý Vọng nghiêm nghị. Cô có gì chứng minh không? Bọn chúng bình tĩnh quá nên mới lộ ra sơ hở Nhiêm nhiên quay sang nhìn Cố Vinh An Ngay từ đầu anh đã cho rằng những người anh gặp là dân làng Nhưng các anh có từng nghĩ nếu như đám người kia không phải là dân làng thì sao chưa? Cố Vinh An và Tử Minh Thao giật mình Cố Vinh An không tán thành Không phải dân làng, không thể nào Trong thôn nhiều người như vậy nếu như đổi hết thành người của bọn chúng thì phải rất nhiều người. Mà tin tức bọn họ nhận được là có một nhóm người không rõ thân phận tiến vào vùng biên giới. Đám người này không đủ để thay thế người của cả thôn. Nhưng nhất nhiên lại nói, bọn chúng không cần thay thế toàn thôn, chỉ cần trà trộn ở trong dân làng là đủ rồi, hoặc là bắt đi mấy người dân, là dân làng sẽ khoanh tay chịu trói. Những dân làng ở vùng biên giới đều rất thông minh, gặp phải chuyện này nhất định họ sẽ thỏa hiệp. Dù sao, họ còn có người nhà, hơn nữa đám người kia còn có súng đạn, một khi phản kháng sẽ chết. Vậy thì đương nhiên trong thôn sẽ xuất hiện cảnh tượng hòa bình giả tạo. Nhưng thực ra, bọn họ đã sớm bị phần tử không rõ kia khống chế rồi. Sao cô có thể khẳng định những người dân kia là giả? Lý Vọng nghe thấy câu trả lời to gan của cô, vẻ mặt càng thêm nặng nề. Bởi vì anh ta biết, nhiếp nhiên sẽ không mang chuyện này ra đùa với mình. Mặc dù nhiếp nhiên làm việc điên cuồng, nhưng có những lúc cô vẫn rất đáng tin. Bởi vì vừa rồi, tôi cố ý khóc lóc om sòm để xem phản ứng của bọn chúng. Nhưng bọn chúng rất thờ ơ, thậm chí có thể nói là lạnh lùng. Nhiêm Nhiên nhớ lại vẻ mặt lạnh nhạt của hai gã đàn ông vừa rồi, tiếp tục nói: Các anh thử nghĩ mà xem, nếu đúng là dân làng bình thường, nghe thấy ba chúng tôi tìm nhầm chỗ, còn không có tiền, không có cơm ăn, thậm chí tối nay phải ngủ ngoài trời, bọn họ sẽ lạnh lùng như thế à? Ít nhất trước đây, cô lừa người dân kia, bọn họ vô cùng thân thiện giữ cô lại, thậm chí người đàn ông gọi là chú đặng đó, phát hiện có người ngoài xâm nhập còn mạo hiểm ở lại đó tìm kiếm cô. Từ minh thao nghe xong, thấy những điểm kỳ quái trong lòng mình được hóa giải, gật đầu đồng ý. Đúng thế, nếu là người dân bình thường mà nghe thấy chúng ta nói thế, kiểu gì cũng cho chúng ta ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi một đêm mới đúng. Vì thế những người đó không phải là dân làng bình thường, bọn chúng có vấn đề. Nhất nhiên bình tĩnh kết luận, cố vinh an cũng hiểu ra hóa ra lúc đó cô khóc lóc om sòm là vì mục đích này tôi còn tưởng là cô cố ý muốn ở lại nhiếp nhiên bình thản trả lời thật ra nếu ở lại được là tốt nhất còn không được thì tôi cũng có thể xác định rằng bọn chúng có vấn đề trong lòng mọi người chỉ còn lại hai từ cao minh thật sự là cao minh một mũi tên trúng hai đích Lý Vọng đã hiểu tại sao tiểu đoàn trưởng báo nhất nhiên đi cùng. Nếu không biết anh ta còn tưởng có người giúp cô ấy chứ. Một cô gái mới 20 tuổi mà lại có năng lực quan sát và mưu kế cao thâm. Đúng là lợi hại thật. Lý Vọng thầm cảm thán, sau đó nhớ lại chuyện chính vội vàng nói. Bây giờ tôi đi báo cáo ngay. Cố Vinh Ngan gãi mũi tán thưởng Cô thật là thông minh. Tôi không chỉ thông minh mà lột quần áo cũng rất giỏi. Nhiên nhiên nhướng mày. Cô Vinh Ngan bị chọc vào chỗ đau, tức giận chừng cô, hừ lạnh xoay người đi. Sao cô phải cố ý chọc giận anh ta? Từ Minh Thao buồn cười hỏi. Bởi vì lời khen của anh ta quá gượng gạo, tôi cũng ngại thay anh ta. Nhiên nhiên ném lại câu này rồi rời đi, để lại từ minh thao đứng một mình tại chỗ Nhiệm nhiên và cố vinh an trở lại điểm ban đầu tiếp tục thi hành nhiệm vụ còn lý vọng thì báo một loạt chuyện vừa rồi cho lý tông dũng lý tông dũng hỏi là ai khẳng định như vậy lý vọng không giấu giếm là nhiếp nhiên lý tông dũng trầm ngâm ừ một tiếng lại hỏi bây giờ cậu định thế nào nếu đúng như nhất nhiên nói thì tôi sẽ điều xe chuyển vũ khí đạn dược đến ngay nhưng cần thời gian dài mọi người canh chừng cũng không phải là cách lúc nào đối phương cũng có thể rời thôn tiến vào trong nước ta đến lúc đó sẽ khó tìm vâng tôi biết cho nên tôi muốn nhân lúc trời tối tập kích bọn chúng cậu chắc chắn muốn tập kích à bây giờ không có đủ vũ khí trang bị nếu thất bại Cậu có biết hậu quả là gì không? Lý Phọng nghiêm túc nói. Tôi đã nghĩ hết rồi, nhưng bây giờ tập kích là cách tốt nhất. Nếu may mắn, nói không chừng có thể mượn vũ khí của bọn chúng để tóm gọn cả bọn. Vậy nếu không may mắn thì sao? Đây không phải là huấn luyện, cũng không phải diễn tập. Nếu không thành công mà đạn dược và tiếp viện chưa kịp thời tới, thì 14 người các cậu phải đối mặt với cái gì? Cậu có biết không? Lý Tông Dũng càng nói giọng càng trầm lại, dễ thấy ông rất băn khoăn và lo lắng về kế hoạch này. Một khi khởi động kế hoạch A này thì chỉ có thể thành công, không thể thất bại, bởi vì phía sau không còn kế hoạch B để rút lui. Thất bại sẽ là thất bại hoàn toàn, 14 người này có khả năng là không về được nữa. Lý Tông Dũng cứ nghĩ tới bảy binh lính mới được chính thức vào quân khu 9 mấy tiếng ngắn ngủi, đã phải bỏ mạng là lại thấy chua xót. Nếu như hôm nay toàn là binh lính quân khu 9, Lý Tông Dũng cảm thấy phần thắng của việc mạo hiểm tương đối lớn. Nhưng vấn đề là lúc này, một nửa số người đều là tân binh, có mấy người thậm chí vì bị trừ điểm mà bị lọc ra. Nói cách khác, trong 7 người này còn có mấy người không đạt tiêu chuẩn. Không có súng đạn, không có tiếp viện, ngay cả binh lực cũng không đủ mạnh mà đi tập kích thì quá nguy hiểm lý vọng thấy lý tông dũng do dự bèn nhắc nhở tiểu đoàn trưởng tôi biết ngài đang do dự điều gì nhưng nếu như bây giờ không làm bọn chúng mà rời đi thì không còn kịp nữa những người này chưa chắc sẽ ở lại một đêm có khi đêm đến là chúng sẽ đi cho nên nhất định phải làm nhanh nếu không thì muộn mất trong giọng nói uy nghiêm của Lý Tông Dũng, lộ ra vẻ trần trừ và lo lắng. "Nhưng tôi cũng không thể không quan tâm đến tính mạng của mọi người. Trừ phi có một kế hoạch chu đáo, nếu không cho dù để bọn họ đi vào, trừ làm bia thịt người ra thì cũng chỉ rút dây động rừng mà thôi. Lần này không thể so với trước kia, tôi không yên tâm với các tân binh này." Lý Vọng không cho là thế tuy có mấy người không đủ tư cách thực chiến nhưng trừ quân khu 9 ra bọn họ cũng đều là lĩnh múi nhọn trong các đơn vị của mình tôi tin sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu lý tông dũng bớt lo hơn bây giờ cậu nắm chắc mấy phần năm mươi trái tim ông ta lại nhói lên năm mươi vậy khác gì không có tỷ lệ năm mươi năm mươi chính là con số 0. Lý Phọng vội vàng giải thích. Không phải thế, 50% là thiếu tiếp viện và vũ khí đạn dược. Nếu như có đủ thì phần thắng rất lớn. Vậy trừ việc thiếu vũ khí, cậu đã có phương án chu toàn chưa? Lý Tông Dũng hỏi. Lý Phọng dừng lại một lát, như đang nghĩ xem nên nói thế nào. Thật ra tôi đang nghĩ, có nên để đến đêm dùng máy bay trực thăng, đưa đạn dược, trang bị đến như thường không? Nếu như bọn tôi tập kích thành công thì không sao. Nhưng nếu không thành công, tôi sẽ nghĩ cách rút lui đến địa điểm chỉ định. Chỉ cần đạn dược đến nơi đúng lúc, bọn tôi sẽ đến đó, thì bọn tôi sẽ có thể chính diện bao vây diệt trừ. Ừ, cách này cũng hay, nhưng nếu muốn thời gian ăn khớp nhau thì tương đối khó. Không đâu, chỉ cần chính xác được thời gian đến nơi Thì mọi thứ không phải là vấn đề nữa Lý Tông Dũng hỏi Cậu có thể chống đỡ bao lâu? Lý Vọng miêu tả tỉ mỉ kế hoạch Tôi nghĩ đến đêm sẽ tấn công Chắc là 9 giờ bắt đầu Nếu như thành công Thì 9 rưỡi là có thể hoàn thành tác chiến Nhưng nếu bị phát hiện Tôi sẽ nghĩ cách kéo dài đến 9 giờ 45 khi đó chắc đám người phùng trí cũng đến rồi. Cùng lắm, 15 phút tôi sẽ xin chi viện. Lý Tông Dũng nói. Được rồi, tôi sẽ bảo bên kia phối hợp với các cậu. Nhưng cậu xác định được điểm rút lui chưa? Tôi đã xem vị trí địa lý xung quanh trên bản đồ. Có một nơi không tệ, ở hướng đông nam, địa thế bằng phẳng, phía sau có núi hiểm hộ được lý tông dũng dựa theo miêu tả tìm được điểm lý vọng nói đúng là một nơi thích hợp ông gật đầu được cậu cần gì thì cứ nói với tôi tôi sẽ bảo bọn họ toàn lực phối hợp lý vọng vui mừng trong lòng rõ nhớ lại nhất định phải cẩn thận lý tông dũng vẫn lo lắng nhưng nhiệm vụ khẩn cấp nên không làm cách khác được rõ Lý Vọng trả lời rồi ngắt liên lạc, đi triệu tập 13 binh lính còn lại. Lý Vọng nói với mọi người. Tất cả mọi người chú ý, lần này vì chúng ta không có đủ vũ khí đạn dược, cho nên tôi cùng lãnh đạo phía trên quyết định đổi thành tập kích bất ngờ. Đúng 9 giờ tối nay sẽ hành động. Thời gian nửa tiếng, hai người một tổ gồm tân binh và lính quân khu 9. Trước 9 rưỡi nhất định phải kết thúc chiến đấu. Lục Nguyệt cướp lời sĩ quan huấn luyện chúng ta không có súng và đạn phải tập kích kiểu gì lý vọng nhìn lục nguyệt tôi đang định nói cái này bởi vì chuyển đồ bằng máy bay trực thăng quá gây chú ý nên phải đợi đến đêm có nghĩa là trong tay chúng ta chỉ có dao vẻ mặt ai cũng căng thẳng lý vọng lại nói nhưng may mà đã xác minh được thời gian vũ khí tới nơi nếu như không thành công chúng ta sẽ rút lui về hướng đông nam 9 giờ 45 phút tiếp viện cùng với đầy đủ vũ khí sẽ đến, sau đó tiến hành bao vây diệt trừ. Có mấy người nghe thấy kế hoạch rút lui, vẻ mặt mới dịu đi. Nhâm nhiên nhìn Lý Phọng với vẻ sâu xa. Không hổ là lính quân khu 9, dưới điều kiện khó khăn thế này mà vẫn nhanh chóng vạch ra được kế hoạch A và kế hoạch B. Hơn nữa, hai kế hoạch đều không tệ. Dùng cách tập kích, chiếm vũ khí của kẻ địch, tiết kiệm không ít đạn, Nói thật anh ta còn rất giỏi tiết kiệm cho nước nhà. Lý Vọng nâng cao giọng uy nghiêm nói tiếp. "Nhưng tôi hy vọng không cần dùng đến kế hoạch B. Đây mới là binh lính của quân khu 9. Binh lính quân khu 9 chỉ có tấn công không có rút lui." Câu này đã cổ vũ mọi người, họ hô lên rõ ràng. "Rõ." Lý Vọng hài lòng nhìn đồng hồ. "Bây giờ là 8 giờ." Còn một tiếng nữa, mọi người kiểm tra lại trang bị của mình và làm quen địa hình trong thôn, đợi đến 9 giờ hành động. Rõ. Đến khi giải tán, Lý Phọng đột nhiên gọi nhiếp nhiên lại. Nhiếp nhiên, lần này chưa tổ, cô đi cùng tôi. Nhiếp nhiên nhướng mày, gật đầu trả lời. Được. Lý Phọng thấy cô đồng ý, sảng khoái, liền thấy bất an. Nhớ lại trước đây, Cô được anh ta và Phùng Trí vớt từ dưới biển lên, hôn mê nhiều ngày. Lúc tỉnh lại lập tức muốn trở về đơn vị, nhưng sức khỏe không cho phép nên bị anh ta và Phùng Trí ngăn cản. Kết quả, cô nhân lúc bọn họ không chú ý, tiêm trộm thuốc của Phùng Trí bỏ trốn. Vì thế anh ta cảnh cáo. Lần này không phải chuyện đùa, cô đừng có làm bậy đấy. Yên tâm, tôi sợ chết mà. Lý Phọng yên tâm hơn Thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đợi đến 9 giờ là hành động. Khi kim dây chạy qua số 12, Lý Vọng lập tức hô hành động. 13 người sau lưng tản ra, nhanh chóng xuyên qua bụi cây tiến về thôn. Thỉnh thoảng lại có tiếng lá cây vang lên giữa núi rừng. Dưới ánh trăng, có mười mấy điểm đen dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đến gần thôn vì đã muộn nên trong thôn rất yên tĩnh nhưng đến gần lại phát hiện có hai kẻ nhìn giống dân làng canh giữ ở cổng thôn thấy hai tên kia đi đi lại lại ở cổng lý vọng sai hiệu mọi người đồng loạt dừng bước hai người này là phần tử không rõ cải trang hay là dân làng bị uy hiếp là cải trang cố vinh an nghiêm mặt lại bên hông bọn chúng có súng mọi người tập trung nhìn vào hông hai người dân kia dưới ánh trăng mờ bọn họ thấy bên hông hai người dân đó đều có một thứ màu đen vậy để tổ chúng tôi giải quyết đi nếu biết bọn họ không phải dân thường thì không cần nương tay cố vinh an đưa ra yêu cầu với lý phọng lý phọng nhìn từ minh thao gật đầu đồng ý cố vinh an dẫn từ minh thao áp sát cổng thôn đến khoảng cách nhất định họ mới dừng lại trao đổi đơn giản rồi nhanh chóng tách ra Hai người lặng lẽ đi vòng qua sau lưng hai tên kia, dùng cách dương đông kích tây, dễ dàng đánh gục chúng. Cả hai hành động rất dứt khoát và lưu loát, nhào từ phía sau tới, dùng con dao sắc bén, rạch qua cổ đối phương. Hai tên kia không kịp kêu một tiếng đã trợn mắt nghiêng đầu tắt thở. Kéo chúng vào bụi cỏ chôn xong, cố vinh An ra hiệu cho Lý vọng. Lý vọng dẫn theo mười mấy người còn lại, chia thành tốp nhỏ. Nhân màn đêm yên tĩnh, lẻn vào trong thôn, hai đội của Lý Vọng và Nhiếp Nhiên, từ Minh Thao và Cố Vinh An dẫn đầu. Dù sao, bọn họ cũng đã từng đến đây, quen thuộc địa hình hơn. Chỉ 10 phút là bọn họ đã nắm chắc toàn bộ địa hình nơi này, nhanh chóng vạch ra đường lui. Bọn họ để ba nhóm, canh ở đường rút lui và điểm rút lui. Những người còn lại theo Lý Vọng lục soát tìm kiếm trong thôn. Sau một lúc lục soát trên diện tích lớn, bọn họ đã xác định được địa điểm đó là một căn nhà lớn, bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng nói chuyện. Hình như bên trong có người, nếu như nhảy vào sẽ bị phát hiện. Sĩ quan huấn luyện, bây giờ nên làm thế nào? Nhiêm Nhiên hỏi Lý Phọng. "Sao hả, muốn thử tôi à? Nhóc con, đừng có coi thường tôi. Không có chút bản lĩnh này thì làm sao tôi có thể lăn lộn ở quân khu 9 đến bây giờ?" nói xong lý vọng nhướng mày với cô rồi dẫn lư lỗi và cố vinh ngăn, lặng lẽ lao đến cổng nhà Nhiêm nhiên cùng với những người khác nấp trong bóng tối xem rốt cuộc bọn họ sẽ làm gì lý vọng ném một hòn đá vào cửa người trong nhà nghe thấy tiếng vội mở cửa thò đầu ra nhìn xung quanh nhưng không phát hiện dai khả nghi lại đóng cửa vào ai ngờ lý vọng cứ liên tục ném đá gây ra tiếng động Đến khi tên kia cảm thấy kỳ quái, dứt khoát đi ra ngoài tìm xung quanh, thì Cố Vinh An và Lưu Lỗi nhân cơ hội lăn từ hai góc trái phải vào trong. Rốt cuộc là cái gì phát ra tiếng thế? Một gã đàn ông tìm mãi không thấy gì nên rất tức giận. Có phải là mèo hoang chó hoang không? Tên khác hỏi. Quỷ mới biết. Được rồi được rồi, nếu không tìm được ai thì vào thôi. Gã kia mất kiên nhẫn, nói rồi đi vào trong. Nhưng lúc này lưu lỗi và cố vi nhan lại không thấy đi ra. Lần này nguy hiểm rồi. Nhịp nhiên khẽ cau mày. Lúc cô nhìn Lý Vọng lại thấy đối phương không hề căng thẳng. Anh ta đang yên lặng, theo dõi diễn biến à? Nhịp nhiên nhìn các binh lính quân khu chín khác, hình như ai cũng rất bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng. Vậy thì cô cũng không cần làm chuyện dư thừa đến khi mấy gã kia đi vào cửa nhà đóng lại vẫn không thấy cố vinh an và lư lỗi xuất hiện hình như mấy gã kia không nhận ra trong nhà có thêm người thời gian chậm rãi trôi qua tất cả mọi người đều ngồi tại chỗ chờ đợi qua khoảng một phút cánh cửa gỗ cũ nát phát ra tiếng vang kẽo kẹt rồi hé ra một khe hở cố vinh an bước ra giơ tay ra hiệu đã xử lý xong lý vọng ra hiệu cho mọi người tiến vào và bao vây mười mấy người nhanh nhẹn trèo tường vào vây lấy ngôi nhà bởi vì không rõ hỏa lực của đối phương nên bọn họ không dám tập kích bất ngờ nhân nhiên đi theo lý vọng tiến vào phòng chính trong căn phòng tối đen yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở hình như đám người kia đã ngủ rồi nhưng nhất nhiên cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, lạ đám người này cố ý lẻn vào trong thôn chắc cũng đoán được có thể sẽ bị phát hiện nên mới trả trộn vào dân làng. Sao lại ngủ được? Lúc cô định bảo Lý Phọng dừng lại thì thấy anh ta ra hiệu cho mọi người lui về phía sau. Nhưng đúng lúc này, đèn trong phòng sáng lên. Các binh lính của quân khu 9 đang chuẩn bị rút lui. Gần như theo phản ứng bản năng kéo các tân binh bên cạnh mình. Tốc độ nhanh đến nỗi, những kẻ đã sớm chuẩn bị ở trong phòng cũng ngẩn ra mấy giây. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo! gã cầm đầu tức giận gầm lên bọn đàn em hoàn hồn lại cầm súng xông ra ngoài tiếp theo phải làm thế nào nhâm nhiên đi theo lý vọng thỉnh thoảng lại nhìn người xô cửa xông ra đuổi theo sau lưng nhìn từ tình hình vừa rồi bọn chúng đã sớm biết bọn họ có vấn đề thậm chí có khi vở kịch buổi chiều không qua nổi mắt bọn chúng để bọn họ đi có lẽ chỉ là muốn mượn cớ để dụ bọn họ cắn câu mà thôi nhưng vở kịch buổi chiều của cô sơ hở chỗ nào? Những gì cô nói rõ ràng đều là thật. Cho dù chú Đặng hay là thôn bị phóng hỏa cũng là chuyện cô từng gặp. Tại sao vẫn bị nghi ngờ? Mãi suy nghĩ nên cô bị chậm một nhịp. Chỉ một giây thôi đã nghe thấy tiếng đạn xé gió truyền đến bên tay. Cô đang định tránh đi thì bị Lý vọng kéo sang. Sức anh ta rất lớn, tốc độ cũng vô cùng nhanh, cứ như sách nhiếp nhiên lên Cô sợ à mà lại ngẩn người vào lúc này. Lý Vọng xanh mặt nhìn nhiếp nhiên, hận không thể bóp nát cổ tay cô, không vui vì bị cô ngáng chân. Nhiếp nhiên cau mày, không nói gì, chỉ rút tay lại, tăng tốc đi sát theo anh ta. Dù sao cũng là tại mình thất thần. Bọn họ không dám nổ súng, sợ bị phát hiện, đó là đạn giấy. Đối thủ sẽ càng hung hăng hơn, vì vậy chỉ có thể tránh né đáng chết, không ngờ đó lại là một cái bẫy. Sắc mặt Lý Phọng khó coi vô cùng, dẫn bọn họ lao ra cổng, chạy đến điểm rút lui. Tất cả mọi người tản ra. Bây giờ bọn họ không thể tập trung lại với nhau, như vậy sẽ bị đám người kia vây quét, chỉ có tản ra trả trộn vào bóng đêm. Vì hỏa lực của đối phương quá mạnh nên bọn họ không sao đánh trả được, trừ trốn chạy ra thì không còn cách nào khác. Tất cả mọi người lập tức phân tán ra Nhịp nhiên vẫn đi theo Lý Vọng Ngoài ra còn có Triệu Thiền Mạch Và Lưu Lỗi Bốn người cùng chạy theo một hướng Chơi trò mèo đuổi chuột với đám người kia khắp thôn Vì có thể cắt đuôi bọn chúng Mà bọn họ không ngừng Rẽ ngang rẽ dọc Sau khoảng 7-8 lần rẽ Lý Vọng nhảy qua bức tường phía sau Vào căn nhà bên cạnh Ba người còn lại cũng nhanh chóng nhảy theo Vì sợ bị đám người kia phát hiện bốn người nín thở, dán sát mặt vào tường, nghe tiếng bước chân ẩm ý bên ngoài. Người đâu? Ngoài cổng vang lên tiếng nói chuyện của hai ba gã. Không biết, vừa nãy vẫn còn ở đây. Mẹ kiếp, lại mất dấu rồi. Đi, chưa thành hai đường đuổi theo. Được. Tiếng bước chân vang lên, tiếng nói cũng càng ngày càng xa. Đến khi im ắng lại, Triệu Thiền Mạch thở phào thấp giọng hỏi. Bây giờ phải làm thế nào sĩ quan huấn luyện? Dựa theo thời gian tiếp viện thì còn 20 phút nữa bọn họ mới đến. Không thể trốn ở đây mãi chứ. Ngộ nhớ bọn chúng không tìm được người. Chạy đi thì làm thế nào? Cô không thấy tôi vừa ra hiệu à? Lý Vọng quay sang nhìn cô ta lạnh lùng hỏi. Vừa rồi triệu thiền mạch chỉ một lòng muốn rút lui. Nghe thấy anh ta bảo tản ra là chạy theo lưu lỗi đâu có để ý anh ta ra hiệu cái gì. Ra, ra hiệu cái gì? Cô ta yếu ớt hỏi. Lưu lỗi cau mày khẽ mắng. Ra hiệu tập kích từng tên. Có à? Sao cô ta lại không nhìn thấy? Có làm thế thì cách đánh du kích này cũng không chống đỡ được 20 phút. Nhiêm nhiên lạnh giọng nói. Bọn họ không có vũ khí, trừ trốn ra thì không có cách nào để phản kích làm sao có thể chịu nổi 20 phút. Lý Vọng cũng rất rõ điều này, nên vẻ mặt anh ta mới nặng nề đến thế. Vừa sợ bọn chúng chạy trốn, vừa sợ mình không địch lại được hỏa lực. Lại thêm bên ngoài, thỉnh thoảng có tiếng bước chân, làm anh ta càng bất an hơn. Dù sao, anh ta còn dẫn theo hai tân binh. Anh ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho họ. Nhưng càng lo lắng thì càng không nghĩ ra được cách gì. Không có đạn, còn bị bại lộ, muốn phản công là chuyện hão huyền. Nhiệm nhiên thấy anh ta vắt óc suy nghĩ, vì vừa rồi anh ta cứu mình nên chủ động nói. Tôi có một cách, thầy có muốn thử không? Lý Vọng ngẩng phát đầu lên nhìn cô. Cách gì? Nhiệm nhiên cong môi cười. Bây giờ, quay lại đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Có lẽ còn có thể cướp được một ít vũ khí đạn dược để kéo dài thời gian. Suy nghĩ này vô cùng to gan, khiến ba người kia há hốc mồm. Quay lại, bọn họ vừa mới trốn ra được, giờ quay lại liệu có... Nhưng nếu như có người đợi chúng ta ở đó thì làm thế nào? Triệu Thiền Mạch lo lắng nhỏ giọng hỏi. Nhịp nhiên liếc cô ta. Cô cảm thấy chúng ta trốn ở chỗ này thì an toàn à? Triệu Thiền Mạch nghẹn họng. Đúng thế, ở chỗ này cũng không an toàn. Một khi bị phát hiện thì còn không có cả năng lực phản kích. Lúc nào cũng có thể bỏ mạng dưới họng súng của bọn chúng. Thế nào? Làm tổ ở đây? Bị động chờ chết? Hay là quay lại, cướp ít đồ sống mái với bọn chúng? Nhìn nhiên thấy bọn họ do dự, lại hỏi. Bị động chờ chết? Quay lại cướp đồ sống mái với bọn chúng? hai lựa chọn này, ai cũng biết nên chọn cái gì. Nhưng Lý vọng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lắc đầu. Không được, chúng ta đi tay không, quá nguy hiểm. Ai bảo thầy là chúng ta đi tay không? Không phải trên tay, hai tên vừa đi ngang qua, có vũ khí của chúng ta à? Nhiêm nhiên nói xong nhớ mày cười với anh ta. Lý vọng hiểu ra. Tôi và Lưu lỗi đi, hai người ở lại chỗ này. Tùy thầy, nhiêm nhiên tìm một góc an toàn ngồi xuống. Lý Vọng còn tưởng là cô biết chuyện, nghiêm trọng nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng thực ra không phải thế, không phải chuyện gì nhiêm nhiên cũng thích xông pha. Trừ hoác hoành ra, những chuyện này cô chỉ cần nghe mệnh lệnh của Lý Vọng, an ổn vượt qua kiểm tra là được rồi. Theo tình hình vừa rồi, năng lực thực chiến của những binh lính lâu năm này rất giỏi. Nếu như không phải dẫn theo mấy tân binh thì có lẽ đối phó với đám người này cũng chẳng khó khăn. Sự ăn ý giữa bọn họ vượt xa tưởng tượng của cô. Chỉ riêng việc vừa rồi cố phi ngan và lưu lỗi tiến vào nhà xảy ra sự cố bất ngờ mà tất cả đều án binh bất động là cô có thể đoán được sự ăn ý và hiểu nhau giữa bọn họ. Sự ăn ý này là thứ ở nơi khác không thể có được. Dưới tình huống bình thường như cô chẳng hạn, mặc dù quan hệ của cô với đám hà danh ngọc cũng rất tốt nhưng người tốt nhất, hiểu cô nhất chỉ có Lý Kiêu. Về cơ bản thì quan hệ của mọi người đều có thân có xa. Nhưng bọn họ thì khác, ai cũng hiểu nhau như lòng bàn tay. Giống như cho dù ai phối hợp làm việc với ai cũng vô cùng hòa hợp, không có khoảng cách. Giống như bây giờ Lý Vọng và Lưu Lỗi làm với nhau. Hai người phân công ăn ý mà rõ ràng, không khác gì Lý Vọng và Phùng Trí. Chuyện này làm cô rất bất ngờ. Trước khi đi, Lý Vọng vẫn chưa yên tâm mà dặn dò nhiếp nhiên. Nhất định phải chú ý, không được tùy tiện hành động. Tôi biết rồi. Nhiếp nhiên trả lời. Lý Vọng thấy đã đến giờ, lập tức cùng lưu lỗi đi ra ngoài. Trong hoàn cảnh xa lạ căng thẳng này, sự yên lặng trong thời gian dài cùng với tiếng đạn thỉnh thoảng vang lên trong thôn làm người ta hoảng hốt. Triệu Thiền Mạch hỏi nhiếp nhiên Cô nói xem bao lâu thì bọn họ quay lại. Tôi không biết. Nhiên nhiên lạnh nhạt trả lời. Triệu Thiền Mạch không nói chuyện với cô nữa mà cảnh giác nhất cử nhất động bên ngoài. Đợi khoảng 5 phút, tay nhất nhiên khẽ động đậy. Hình như cô nghe thấy có tiếng bước chân đến gần. Đột nhiên cô mở mắt ra. Mà cùng lúc này, Triệu Thiền Mạch cũng quay lại, cảnh giác nhìn nhiếp nhiên, dùng khẩu hình nói với cô hai chữ. Có người... Trong bóng đêm, hai người nhìn nhau rồi đứng lên, nhanh chóng tiến đến hai bên cổng, dán sát người vào tường. Tiếng bước chân đến gần, bầu không khí giữa hai người càng thêm căng thẳng. Cho đến khi... Két, cửa gỗ bị mở ra, nhiếp nhiên và triệu thiền mạch đồng thời di chuyển, trốn ra sau cửa. Hai gã bên ngoài chậm rãi đi vào, đứng ở cổng, thấy bên trong đổ nát vắng lặng không có ai. Hình như không có ai, tên vào trước nói với gã phía sau. Tên kia lấy làm lạ nói: "Nhưng vừa nãy chạy nhiều vòng như vậy mà không thấy ai, bên kia là sông, chứ trong này ta, bọn chúng không còn nơi nào để trốn cả. Cứ tìm kỹ xem." Tên kia thấy có lý lại đi vào. Hai gã vừa vào, cổng đã đóng sầm lại, cả hai giật mình quay phát qua, còn chưa kịp dơ súng lên đã bị hai bóng đen nhào tới nghiêm nhiên lao vào gã cao gầy dễ dàng chế ngự hắn rồi siết chặt cổ đâm mạnh con dao vào tim hắn dao đâm lút đến tận cán gã kia vùng vẫy mê cái co quắp rồi ngã xuống chết triệu thiền mạch thì xui xẻo hơn người cô ta phải chế ngự là một gã to con vì vậy không xử lý được ngay thậm chí còn bị hắn quăng ra ngoài cầm súng lên chĩa vào tiếng súng vang lên triệu thiền mạch trợn to hai mắt khó tin nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt thấy hắn lảo đảo ngã xuống đất cậu triệu thiền mạch thấy nhiếp nhiên bắn chết gã đàn ông này thì ngẩn ra sau đó mặc kệ cơn đau ở lưng chạy đến chỗ nhiếp nhiên cẩn thận kiểm tra cậu giải quyết hắn rồi à triệu thiền mạch ngây ngốc hỏi nếu không thì sao nhiếp nhiên rừng dưng nhặt hai khẩu súng lên đưa một khẩu cho triệu thiền mạch Triệu Thiền Mạch luống cuống nhận lấy rồi mới bừng tỉnh. Đạn trong súng của bọn họ là đạn giấy. Ngoài 5 mét, tuy không thể gây thương tích, nhưng ở khoảng cách gần vẫn có thể gây tổn thương, thậm chí là giết người. Chiều rộng của cái sân này cùng lắm là 3-4 mét, cho nên khẩu súng này không khác gì súng bình thường. Thật là ngốc, vừa nãy nổ súng luôn là được rồi, sao phải bắt trước nhiếp nhiên, đánh tay không làm gì. Cô ta cầm súng, nhụt trí đá tên đã chết hẳn dưới đất một cái đúng lúc này cổng lại bị đá văng ra nhiên nhiên và triệu thiền mạch theo bản năng dơ súng nhắm ra cổng hóa ra là lý vọng và lư lỗi xảy ra chuyện gì thế sao lại có tiếng súng bọn họ về nhanh như vậy là bởi vì nghe thấy tiếng súng triệu thiền mạch thở phào nhẹ nhõm nhìn hai gã dưới đất hai tên này muốn tập kích chúng tôi Lý Vọng hỏi Hai cô có sao không? Không sao, giải quyết xong rồi Còn nhân tiện lấy được đồ Triệu Thiền Mạch cười đắc ý Giơ khẩu súng trong tay lên Nhiêm nhiên đưa súng cho Lý Vọng Cầm lấy Cô thì sao? Lý Vọng cau mày không nhận ngay Đợi qua bên đó cướp thêm hai khẩu nữa Bây giờ đối với bọn họ mà nói Đạn chính là buổi hộ mệnh thế mà nhiếp nhiên lại dễ dàng giao súng cho anh ta lý vọng đẩy khẩu súng lại tôi không cần cô cầm đi tôi khuyên thầy nên cầm thì hơn thầy vẫn phải dẫn đội xông về phía trước cầm súng sẽ có tác dụng hơn tôi tôi cầm chỉ có thể tự vệ chưa chắc có thể cứu người vào lúc nguy hiểm hơn nữa cô rất rõ mình không phải kiểu người thích cứu người lý vọng cầm súng quét dọn chướng ngại vật còn có thể cứu người. Trong đoàn đội nhỏ này, cô là người không thể phối hợp với người khác. Cô chỉ có thể giảm cảm giác tồn tại, không nên để bọn họ tín nhiệm mình. Lý vọng do dự mấy giây, cuối cùng vẫn bị cô thuyết phục. Vậy cô ở lại chỗ này, đừng đi cùng chúng tôi. Nhâm nhiên lắc đầu. Tôi ở lại chỗ này, chỉ làm thịt đường tăng thôi. Dù sao đã có tiếng súng vang lên rồi, chắc chẳng mấy sẽ có kẻ địch chạy đến. Vừa rồi cô dùng sao mà không dùng súng, chính là vì sợ không giải quyết được bọn chúng, còn dẫn thêm người đến. Nếu như đám người kia mà tới, súng của cô lại không có lực sát thương ở khoảng cách xa, thì cô sẽ xong đời. Thế thì cô đi sát sau tôi, đừng có phân tâm như lúc nãy. Không phải lần nào tôi cũng có thể kịp thời cứu cô đâu. Lý Phọng nghiêm túc nhắc nhở cô, rồi rời đi trước tôi cũng không thể lần nào cũng cần người khác tới cứu. Nhâm nhiên lặng lẽ nói một câu trong lòng rồi đi theo. Bốn người theo đường cũ vòng lại. Chỉ có nhiếp nhiên là cầm khẩu súng đạn giấy nên liền thành người được bảo vệ. Nhiếp nhiên bất lực, nhưng cũng kệ. Dù sao, người quân khu 9 cũng có đủ năng lực giải quyết đám phần tử nguy hiểm này, không cần cô động tay động não. Trên con đường này, cô đã lắng nghe rất lâu, thấy tiếng đạn dày đặc trở nên thưa dần, đoán được đám người kia đang bị tiêu diệt từng tên một. Mấy người bạn họ tránh được mấy pha nguy hiểm một cách khó khăn rồi cuối cùng cũng về đến nơi. Hết chương 2140.